đang bị sùng trên. Outside tất. Anh một chạm nè, một chạm nữa nè, chuyển biên qua hành lang cánh trái quá hay. Đường chuyền cột hai của Thanh Nhất ghi bàn nè. Anh đầu á. Úi da, còn luôn hả? Hồi tiêu rồi. Chuyển phải. Đâu. Liên tiếp là những động tác giả. Hay. Được. Nhận bóng Hill 93 nè. Xong nằm một đống luôn. Tôi là Thi Freestyle. Đi chung rồi. Hello anh em. Đang ở sân Phạm Minh Giang. Lâu quá mới trở lại Phạm Minh Giang. Nhìn đồ là biết rồi nha. Biết đồ là biết đội nào rồi đúng không? Đây là Huy Hoàng Mobile FC nha anh em. Hả? Lâm rô béo ủa áo đâu rồi? Sao mà áo này? Chật quá. À mấy áo hồng chật quá hả? Nên thôi cũng được. Đó, Nhật. Rồi anh em. Nhật Quỳnh Phương, Nhật Linh, Lê Cảnh Đôn từ Bình Dương lên. Bạn Lâm, Việt từ Vũng Tàu tới. Ok, có khách mời luôn. Hứa thêm. Hứa Thêm đã trở lại. Em là gì Phát? Nguyễn Xuân Phát. Xuân Phát đúng không? Mười mấy trái như vậy không? Vừa gặp cũng vừa phải thôi. Mày về đâu vậy? À, chuẩn bị là đi giao lưu. À, đi giao lưu hả? Thi cáp đội à. Của đội anh kia là gấp đôi bên đây luôn. Cụ Si Collection, đội của Cốt Giang. Đúng rồi. Đội Huy Hoàng Mobile thì của anh Huy Sao Vi. Mà anh Huy nay đang bị chấn thương gối nên không có lên được. Ở nhà xem livestream thôi. Thì mình cũng mới về với anh Huy làm cái team sân 7 cho ảnh. Cũng có những anh em đã từng đá rồi, có những anh em cũng mới. Trước anh Huy làm là đội trẻ Huy Hoàng Mobile với lại đội Lão Tước. Đội sân 7 thì đang thiếu thì mình handle cái đội sân 7 cho anh Huy. Đó, làm chung với lại chỗ Kim Messi với lại Lâm. Gọi những anh em bạn bè của mình về làm một team chơi. Ok. Huy Hoàng Mobile là đơn vị chuyên bán các sản phẩm công nghệ của iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi và nhiều sản phẩm khác nữa. Tất cả đều là hàng chính hãng, có bảo hành hết nha anh em. Huy Hoàng Mobile có tất cả là 3 chi nhánh. Và chi nhánh hiện tại mình đang có mặt đó là 429 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Nằm ngay đầu hẻm nhà mình luôn. Ngoài điện thoại di động ra thì mình thấy có bán cả laptop, MacBook và phụ kiện nữa. Nói chung là nhiều lắm. Anh em có thể xem thêm trong website mình để link trong phần mô tả nha. Lâu quá gặp anh Phú luôn. Trời ơi. Lâu quá mới gặp. Trời lâu quá gặp con. Hello anh Tân, trời ơi, lâu quá lâu anh Tân. Ủa, hôm nay Cường đau. À thôi, đúng rồi, Cường không đá, đúng rồi, hợp lý. Hello Đức. Hello Phúc. Hả, Thi gặp nhau nữa nè. Chào. Hello anh. Đau vậy chút. Trời. Đi gánh tim hả? Lên Phương. Chào mừng anh em đã đến với sân bóng Phạm Minh Giang vào một buổi tối thứ bảy cuối tuần. Trận đấu ngày hôm nay là cuộc đọ sức giữa Huy Hoàng Mobile áo hồng quần hồng và Si Collection áo xanh quần xanh. Lúc nhận bóng thì quan sát thấy Hứa Thiêm đã cắt xuống bên biên trái nè, chuyền luôn. Hứa Thiêm bực tường với Vĩnh Long, không qua được chân của anh Phương 36 của Si Collection. Cú đá cuối cùng của Vĩnh Lộc hơi thiếu chính xác. Bây giờ là cú đá của các thủ áo xanh. Lê Cảnh Đôn xoay sở hay không vào, lấy bóng nè. Quỳnh Phương chuyền lên cho Lê Cảnh Đôn. La Coretta qua người hay, dứt điểm đánh đầu. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho Huy Hoàng Mobile. Người ghi bàn là Hứa Thiêm. Một chút so với Huy Hoàng Mobile. Đây là Cảnh Đồn. Còn dành cho Huy Hoàng Mobile rất nguy hiểm vẫn còn. Và như vậy thì tỷ số đã được mở dành cho Huy Hoàng Mobile. Tỷ số là 1-0. Đang đá hậu vệ cánh trái. Dâng cao quá, giờ phải nước rút quay về nè. Bên trái có đối thủ. Bắt bài đi chuyền dọc biên. Đội bạn thấy bí nên không đưa. Ây chà, chuột 24 che bóng tốt quá. Dứt điểm góc hẹp. Ngay ê kè. Đỡ bóng bằng ngực. Tân bóng qua đầu. Được.
nhận bóng Hiếu Nati Bana xong nằm một đống luôn. Đó là Phú Si là người vừa đè bám rất sát với Trọng Thi. Nhận bóng xuống đáy biên, tạt bóng bằng chân trái, không được rồi. Fast shot nè, thả đáy cho Bình Phương, dứt điểm, không qua được tay thủ môn Khánh Sky. Đấu Phương dễ dàng lấy bóng trong trường của C-Connection. Và Thổ Sơn vẫn đủ kinh nghiệm và tỉnh táo. Đứng đây để hỗ trợ cho đồng đội. Chia biên. Trọng tài không cắt còi, trận đấu vẫn tiếp tục. Tiếp ra. Trời ơi, nguy hiểm quá, đường chuyền ngay chân của Phú Si. Lọc đấu anh nè. Anh chơi nữa, được không? Hey, đâu? Body fan qua người hay. Đúng. Liên tiếp là những động tác giả. Hay. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 và người ghi bàn là Lê Cảnh Đôn. Còn dành cho Huy Hoàng Mobile, những pha xử lý rất tự tin đến từ Cảnh Đôn. Và như vậy thì tỷ số lúc này đã là 2-0 dành cho Huy Hoàng Mobile. Ra dấu hiệu xin một đường rót bóng bổng để vô lê nè. Kiểm soát bóng bằng gầm giày. Bana Bachika, thủ môn Khánh Sky đã can thiệp kịp thời. Dứt điểm về góc xa, hơi nhẹ rồi. Lấy lên. Nhật Linh rất chống trái. Khứa Long vào góc xa. Cú đặt lòng rất chuẩn chỉnh của Nhật Linh nâng tỷ số lên 3-0 cho Huy Hoàng Mobile. Vẫn đang chơi vô cùng chắc chắn. Hầu hết thì họ đều ngắt được những pha tấn công rất nguy hiểm đến từ đội bóng C-Connection. Từ khoảng cách gần như là phòng sân nhà. Đã có thêm bàn thắng dành cho Huy Hoàng Mobile và tỷ số đang là 3-0. Phạt góc cho C-Connection. Đánh đầu. Không vào. Trời ơi, suýt tí thì thua. Nhanh, lên được. Ôi là, đội bạn chưa lui về. Tấn công nhanh luôn nè. Nếu Nhật Linh chuyền qua biên đối diện là mình sẽ cắt vào góc 2. Đường chuyền cột 2 của Thanh Nhất. Ghi bàn nè. Đồng đội chuyền hơi sửa lưng mà mình kịp dê về. 4-0 cho Huy Hoàng Mobile. Rồi. Có đường chuyền vào rất vừa tầm dành cho Trọng Thi. Nhưng vừa qua thì bóng lại tìm đến cột dọc khung thành của thủ môn xuất phát. Khá nguy hiểm. Bàn thắng tiếp theo. Bàn thắng thứ tư mà lúc này đội bóng sắc hồng Huy Hoàng Mobile họ có được. Phút 31 của hiệp 1, mình rời sân. Anh Lâm Rô Béo vào sân. Philip Tân. Còn dành cho C-Connection. Một pha làm tường xoay người dứt điểm. Không được. Đó vẫn là những tình huống ra vào cực kỳ hợp lý và ổn định đến từ Xuân Phát. Phúc Lỗi. Bên trong thì Philip Tân cũng như là vị trí của Hoàng Tân vẫn đang xin bóng. Philip Tân không bao. Đường chuyền dài của Kim FC. Văn Lâm tuyến 2 dứt điểm không bao. Đó cũng là một tình huống đáp trả rất rõ ràng đến từ đội bóng Huy Hoàng Mobile. Sofa ra chân cực kỳ quyết đoán của Thanh Nhật. Quá đáng tiếc cho Kim FC. Bóng bàn đang khá là bập. Tuyến 2 dứt điểm không bao. Lại có một cơi tốt nữa dành cho C-Connection và đó là pha ra chân đến từ Philip Tân. Bóng đang trong tầm kiểm soát đến từ C-Connection Đức Đông. Hoàng An. Những pha phẩm rất nhịp nhàng đến từ C-Connection nhưng không bao. Lại thêm một còi nữa bị bỏ lỡ, quá đáng tiếc dành cho Bé An. Và đây sẽ là câu trả lời đến từ Huy Hoàng Mobile. Những pha ý định lốc bóng của Thành Nhật thì nó lại quá nhẹ. Thành Nhật. Một pha dứt điểm khá tự tin của Thành Nhật. Cứa lòng áo phải thôi, dứt bóng làm gì. Trời, giờ ăn xài nữa. Vận động viên người ta là ăn chuối. À đúng rồi. Sau khi hết cái thúc, ăn xài, axit amin tốt. Này là chế độ đúng không em? Đang làm thôi. Hay quá Phát. Đông lại nha, đông lại nha. Ăn miếng tí ra xin 5 xị đồng có nha. Chọc lại luôn lọc. Thôi hẹp vô lại. Em tưởng anh xây vô lê chứ. Cái đó anh xây vô dở chưa nghe, em tưởng vô lê với điểm lòng nhớ. Bây giờ là hiệp 2 của trận Huy Hoàng Mobile gặp C-Collection. Thì các bạn sẽ cùng trông chờ cũng như rất hy vọng trong hiệp 2 trận đấu này.
Huỳnh Phương bỏ bóng kỹ thuật. Và bây giờ là Vĩnh Lộc đối diện Thủ Môn. Mới đầu hiệp 2 thôi thì tỷ số đã là 5-0 cho Huy Hoàng Mobile. Và người ghi bàn là Vĩnh Lộc. Secretion họ sẽ trở lại một cách mạnh mẽ và nhanh chóng tìm kiếm thắng đầu tiên. Một pha mở bóng rất hay của Trọng Thi coi dành cho Huy Hoàng Mobile. Một pha phù hợp với điểm 10 và sự tròn chỉnh đến từ những pha phù hợp dành cho đội bóng Huy Hoàng Mobile. Và tấn công bên phía đội bóng Secretion. Hay vậy. Lên lên lên. Chuyển biên rất chống chải. Quỳnh Phương cầu 2 dứt điểm chân trái, bóng đi hơi cao. Thập xương siêu không? Tâm lý thi đấu và tinh thần của họ cũng sẽ trở nên cực kỳ tốt. Quan sát. Úp mu vào trong cho Lê Gánh Đôn. Không được rồi. Đây lên. Outside tích. Một chạm nè. Một chạm nữa nè. Chuyển biên qua hành lang cánh trái quá hay. Đâu. Đắc Long ngay cột dọc. Trời ơi. Ý cha, suýt tí thì cắt được. Lâm Phương. Nhưng giờ thì bóng đã trong chân Quỳnh Phương. Và dứt điểm có vẻ như chưa thật sự chính xác. Khúc này thì máy quay hết pin nên không có clip góc nhìn thứ nhất nha anh em. Trong thi. Một pha đảo cánh dành cho Nhật Linh coi đến từ Huy Hoàng Mobile. Ây da, sau đường chuyền vừa rồi của mình cho Nhật Linh thì mình bị đau gối luôn. Nhật Linh đánh đầu khá nguy hiểm. Một pha đầu đầy bất ngờ về phía khung thành của Kasky cánh đồng. Và đá tiếp theo dành cho Huy Hoàng Mobile. Và đá bàn thắng được gọi tên bởi trao số 12 cánh đồng. Lên nhớ. Pha tạt bóng rất tốt của Nesta Bùi. Úi da, còn luôn hả? Thôi tiêu rồi. Ok. Xuân Phát đỡ được nhưng bóng vẫn nằm gọn trong lưới. Đánh đầu. Một tình huống không khác gì được pha ăn đầu chuyền bóng của Phú Si. Và như vậy thì cuối cùng bàn thắng mà đến dành cho Secretion. Anh Phúc Béo kiểm soát bóng không tốt. Cướp bóng nè. Bước một quay về rất tốt của Hứa Thiêm. Bật tường với Long BK. Trời ơi mất bóng rồi. Thua bàn thứ hai nè. Quyết Việt. Vẫn là Huy Hoàng Mobile. Thêm Hứa. Còn dành cho Secretion, quá nhiều quả trống dành cho Secretion. Và đó là pha lập công đến từ vị trí của trao số 14, đó là Hoàng An. Ô la la, bật chế độ đua F1 về thôi. May quá, đội bạn không tận dụng được pha tấn công vừa rồi. Không thực sự hợp lý. Bóng quay trở về dành cho Huy Hoàng Mobile. Cải luôn Nhật, nhanh Nhật. Nhanh Nhật, nhanh Nhật. Thả bóng dọc biên rất chống chải. Đường tạt bóng vào trong không có địa chỉ. Dốc bóng lên nhưng không xuất xa được đâu. Đau rồi nên chuyền cho chắc nè. Đường chuyền của Nhật Linh không qua được tay thủ môn Khánh Sky. Hay, cải luôn, không lỗi. Đi luôn thêm. Thêm. À dạ. Trời ơi, ăn nguyên cú đạp của anh Phúc Béo vào ngay ống quyển luôn. Lấy Long. Pha cắt bóng tốt của Long BK. Phản công nào. Long. Kiến đổ kìa, kiến kìa. Trả về cho Kim Messi, dứt điểm chân phải. Thêm một pha nữa, ngay cái cột dọc. Ngước lên quan sát. Ở trong không ăn thua. Chuyền về cho Long BK. Nhận bóng vào trong.
kiến tạo nè. Bàn thắng của anh Lâm Rô Béo nâng tỷ số lên 6-2 cho Huy Hoàng Mobile. Trọng Thi, đường chuyền quá hay của Trọng Thi để giúp cho Văn Long, Văn Long ghi bàn. Long Bica, Kim Messi, bấm bóng tốt cho Lâm Rô Béo. Quán kia kìa, quán kia thêm, quán kia thêm, quán kia thêm. Thả đẩy cho Hứa Thêm. Đánh đâu? Anh Lâm Rô Béo. Lâm. Trời ơi, trả cho banh về ép thiệt chứ. Qua một người, qua luôn hai người, lấy luôn 30k. Và liệu có bàn thắng thứ bảy không đây? Cú đá của anh Lâm đưa bóng thẳng ngay cột dọc. Vẫn là anh Lâm Rô Béo, không vào. Từ từ, từ từ. Từ Nhật, cứ ra đi. Thành Nhật. Chuyền bóng rất chống trải cho Kim Messi. Cơ hội đây rồi. Làm gì đây? Tỷ số là 7-2 cho Huy Hoàng Mobile. Và đã là một cách biệt rất xa với đội chủ sân. Kim FC. Thế là Kim FC. Lúc này thì cuối cùng Kim FC cũng đã có bàn thắng dành cho mình, một pha xử lý rất gọn gàng. Bàn thắng tiếp theo dành cho đội bóng Huy Hoàng Mobile. Thay luôn. Và đội bóng về góc chắc không thành. Cả nhắc luôn rồi. Rất nguy hiểm, bàn thắng tiếp theo dành cho Huy Hoàng Mobile. Trong một hiệp đấu mà Huy Hoàng họ vẫn đang chơi tấn công quá tốt và không thua kém gì so với hiệp 1. Trường Thi có dành cho Sea Collection, nhưng đường truyền của họ vào phía trong thì lại bị sửa lưng đối với cầu thủ áo số 20 là Bái An. Văn Lâm không vào, bóng lại trúng vào cột dọc. Vẫn là Văn Lâm. Ở thời điểm mà sức bền đâu đó cũng không còn quá nhiều nữa dành cho Sea Collection, khi cho những pha không chơi bóng của họ không còn tốt. Tiếp tục sẽ là còi tấn công dành cho Huy Hoàng Mobile. Kim FC chúng ta chỉ có 3 chỗ hồng trên phần sân của đội bóng mà sắc xanh mà thôi, nhưng bàn thắng vẫn đến dành cho. Trận đấu kết thúc với tỷ số 10-2, đội bóng có lực lượng trẻ khỏe hơn, đó là Huy Hoàng Mobile đã có chiến thắng thuyết phục trước dàn quân lão tướng Sea Collection. Yeah, đang bị sùng trên. Cái nàng có đi điều trị không? Hả? Cái nàng có đi điều trị? Nghỉ ngơi thôi. Ừ, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi. Đúng rồi. Còn vẫn còn đau đây đúng không? Vậy mới giải em phải bằng. Ok, ok. Ok, cảm ơn tôi. Chào Nhật. Okay. Đúng rồi, đợi tuổi gấp đôi. 25. Nó siêu phẩm rồi. Cây Long. Cây Long. Dạ. Dạ thiệt. Em biết anh Đức sao rồi? Dạ không? Dạ sao? Nè, sao không? Bây giờ anh Giang. Cảm ơn Cót. Cót không vô đá luôn. Ủa? Ăn khô hả? À, hèn chi. À, vậy thôi. Nghỉ ngơi Cót. Không đến nổi về đúng không? Tay nó chung đội tay vậy. Ủa chung đội đá cũng bắt tay vậy. Hay quá anh Đức ơi, tập thể lực đồ. Trong sân tập chưa đủ sao đây tập nữa đi. Chơi Khánh. Trận ra quân của Huy Hoàng Mobile thắng lợi. Tỷ số bao nhiêu thì không nhớ nữa. Phút sau bên cụ si mệt đuối xì. Rồi anh em quan tâm đến Huy Hoàng Mobile, điện thoại, máy tính bảng, laptop, Samsung iPhone, MacBook vân vân. Link website để trong phần mô tả. Ai quan tâm với mình trong đó luôn nha. Rồi vậy thôi. Anh em thấy hay nhớ đăng ký kênh. Đón chờ clip mình trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi. Chào, gặp lại. Bye bye.